like, đăng ký. Hướng dẫn luôn rồi, mẹ hướng dẫn luôn nè, mẹ hướng dẫn luôn. Nó rõ đàng hoàng đó nè. Mẹ hướng dẫn luôn kìa. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Mẫu Xin Vlog. Nó là đăng ký, nhớ đăng ký. Chia sẻ video. Nhớ theo dõi. Em chào các bạn, hẹn video kế tiếp đi. Rồi đây các bạn. Các bạn ơi là các bạn. Xin chào các bạn. Rồi cái đứa nhỏ này đang gõ cái gì đây? Trời ơi, còn bộ bài nữa bỏ vô thao nữa đây nè. Trời ơi trời. Đây nè nghe, bỏ nguyên cái con heo vô cái thao luôn nè để mà nấu luôn đó nè, nguyên con heo luôn. Đây là cây nhà lá dừa. Hello các bạn nghe, trời tôm luộc, tôm luộc rất ngọt nghe, coi kìa rất là ngọt luôn. Rồi ở đây mấy đứa cháu này nha, từ Bình Dương mà chạy có 260 cây về đây để mà ăn tôm ở quê Hoàng Hậu Giang đó. Con tôm đã lọc rồi đây. Thấy không? Từ mà Bình Dương mà chạy mà đến nỗi mà 260 cây số về đây để mà ăn con tôm đó. Đi đâu lại đánh lộp đó? Chi? Chào cái các bạn cái coi. Chào các bạn. Chị giới thiệu các bạn đi, đây là cái gì đó? Chi? Đây là cây lam. Cái gì? Cho nó lại. Cây nha đam. Trời ơi các bạn ơi, cháu mình giới thiệu đây là cây nha đam. Nó ở Bình Dương về đó. Quê ở Bình Dương về cây này mà cây nha đam. Biết cây này cây gì không? Cây trái thơm. Trái thơm, ừ nó giống như trái khóm vậy đó. Ờ à, trái thơm đó, đúng rồi đó. Ờ à, trái thơm. Kiểu này mà có cái giọng nó văng, trời ơi, có mấy con bia nó ôi bao sướng. Đi lại ngồi thôi. Đây nè, cháu này là nhỏ nhất luôn nè, bỏ nguyên con heo vô thao luôn nè, à, con heo này cả nhà, đó, con heo đó, nấu con heo luôn, nấu con heo luôn, chào cái cây, chào các bạn, đó, đó, các bạn, đó, cho 1.000 subscribe luôn. Trời ơi, để bỏ nguyên con heo nè, nguyên con heo vô và nấu con heo luôn nè, đó, con heo nè, thấy không? Chi sao không lột qua ăn nữa, tôm nữa đi Chi. Dạ. Lột qua ăn nữa đi con. Dạ cuối cùng nha mấy đứa. Vậy sao không có không chịu ăn mà giờ ăn nữa. Đó. Chơi từ từ, chơi từ từ. Đó luôn. Ổn rồi. Đây nè, dân này dân từ Bình Dương nè, đó, từ Bình Dương mà chạy mà 260 cây số về đây để ăn con tôm đó, có nghĩa là quá trời luôn đó, chạy 260 cây số mà về đây ăn con tôm đó. Nó chả nó ăn tôm về đây ăn. Thấy tôm. Nhìn cái mặt ăn không, thấy không? Trời ơi, gõ nét luôn đó. Để ăn đi con. Thư ăn thư, thư ăn thư. À, hỏi. Rồi Chi đâu lại đây? Chi, đang này Chi. Chi đâu mà Chi ơi. Thôi hết chưa? Ăn Chi, tôm Chi. Thôi nè. Thôi nè. Đó, chi biết không Chi. Cái này là mới có cái tim này mà có tim chút xíu đó nghe, chứ tim kia là đông lắm. Rồi Chi tới chị Ba Chi nè. Chi đang trong cổng mà hội tụ nó hơn. Uống cây ra. Ăn được không dạ Tiên, ăn được không dạ Tiên? Ăn được không, nó ăn được không? À, Chi nè Chi. Tôm thì ngon chứ. Đây tôm thì ngon á. Chi ăn không được mà Chi ăn 4 con rồi đó nghe. Đây tôm này chắc thịt đấy à. Dạ. Chắc thịt nó tôm sống mà. Tươi luôn á. Ngồi xuống đây thôi. Ngồi nhét đi, cái tàu nó chứa vậy hài à, ngồi nhét.
dùm hổng đi. Thư này chắc bị tiền hiếp quá. Nhìn mặt Thư nè, mặt Thư hiền nè, mặt tiên này nè, nhìn nè, cái hộp nhỏ mà có vỏ nè. Ừ hả, vô hả, trời ơi, quất luôn nè. Đây nè, màu bén nè cả nhà ơi, đó mình quất luôn nha, màu bén đó, quất luôn cả nhà ơi. Con tôm đúng rồi, tôm này là ngoài tôm hùm đó, tôm này là chạy 260 cây số mới về thì được ăn đó. Để đây cho tôi. Nó nhỏ nó mê về đây lắm. Đừng. Cũng chạy em mấy đứa. Để quê ba mình là vườn rộng mênh mông á. Kéo đầu đâu lại trời ơi, dưới chân. Hả? Ê, vô chào cái cây kết thúc cái coi, chào kết thúc cái coi vậy. Ê, Chi. Chơi được chơi, chơi vô đó chơi ra nữa. Một like. Đăng ký. Hướng dẫn luôn rồi, mẹ hướng dẫn luôn nè. Mẹ hướng dẫn luôn. Nói rõ đàng hoàng đó nè. Mẹ hướng dẫn luôn kìa. Các bạn nhớ ủng hộ kênh Mẫu Xịn Vlog. Đó là đăng ký nhớ, đăng ký chia sẻ video, nhớ theo dõi. Em chào các bạn, hẹn video kế tiếp đi. Bye bye.